Bây giờ cô sẽ giải đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Bài thi thành phần môn hóa học, mã đề thi 224. Đây là bài thi đề thi lần 1, đợt 1 đây. Do dịch bệnh Covid cho nên là chia làm hai đợt. Và Đà Nẵng là dự thi sau. Những thí sinh thuộc các là diện F1, F2, F0 thì thi sau. Bây giờ là cái đề là cô đang trong thời gian cách ly cho nên cô cũng không in được cái đề, nhưng mà cái đề này trên mạng thì có rất nhiều, vậy thì cô vừa đọc vừa vừa ghi nha. Câu 41: kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? Câu A nhôm, câu B magie, câu C đồng và câu D là natri. Câu 1: kim loại nào có tính khử mạnh nhất thì đề cho 4 đáp án. Thứ nhất là Al, thứ nhì là magie, thứ ba là Cu và thứ tư là natri. Muốn xác định kim loại nào có tính khử mạnh nhất, các em hãy dựa vào giải điện hóa kim loại. Và trong giải điện hóa kim loại thì kim loại càng đứng ở đầu thì tính khử của nó càng mạnh nhất. Cho nên câu 1 cô sẽ chọn câu 1 D. Đồng ý chưa? Câu số 2. Bây giờ câu số 2. Câu số 2 cô sẽ đọc đề. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện? Các em lưu ý, muốn biết kim loại nào được điều chế bằng phương pháp thủy luyện thì chúng ta cũng sẽ dựa vào giải điện hóa kim loại. Những kim loại trung bình và yếu thì mới có thể điều chế bằng phương pháp thủy luyện. Và đề cũng cho cô 4 đáp án. Đáp án thứ nhất là gì? Bari. Thứ nhì là natri. Thứ ba là kali. Và thứ tư là Ag. Thì trong câu 42 này chỉ có một kim loại được điều chế bằng phương pháp thủy luyện cũng như phương pháp nhiệt luyện và phương pháp điện phân dung dịch, đó là Ag. Còn ba kim loại này bắt buộc chỉ điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Câu 43. Câu 43. Ở nhiệt độ thường, kim loại sắt tác dụng được với dung dịch nào sau đây? Câu 43 là ở nhiệt độ thường, kim loại sắt tác dụng được với dung dịch nào sau đây? Câu 43. Sắt tác dụng được với dung dịch nào sau đây? Đề cho 4 dung dịch. Dung dịch thứ nhất là magie NO3 tất cả 2 lần. Đáp án B là NaOH. Đáp án C là AgNO3 và đáp án D là NaCl. Các em lưu ý, kim loại mà muốn tác dụng được với dung dịch, sắt là một kim loại đứng trước hydro cho nên nó có thể tác dụng được với axit là một. Cái thứ hai là muốn tác dụng được với các dung dịch muối thì muối đó phải là muối của kim loại đứng sau nó trong dãy điện hóa kim loại. Và ở trong câu 43 thì kim loại đứng sau nó đó là bạc cho nên nó tác dụng được với muối AgNO3. Cho nên câu 43 cô sẽ chọn câu C. Bây giờ sang câu 44. Câu 44 đề hỏi là số nguyên tử carbon trong phân tử fructose là bao nhiêu? Câu 44 là số nguyên tử carbon trong phân tử fructose là bao nhiêu? Câu 44 đề cho 4 đáp án. Thứ nhất là 22. Thứ nhì là 12, thứ ba là 6 và thứ tư là 11. Các em biết fructose là một đồng phân của glucose và nó có công thức C6H12O6. Cho nên cô sẽ chọn phương án C. Câu 45. Bây giờ sang câu 45. Câu 45 thì như thế nào đây? Câu 45. Polymer nào sau đây được điều chế bằng phấn trùng ngưng? Để hỏi nghe, polymer nào sau đây được điều chế bằng phấn trùng ngưng và đề cho 4 đáp án. Thứ nhất là polyethylene, là nhựa PE đây, polyethylene. Cái này điều chế bằng phấn trùng hợp này. Rồi, câu B là polyethylene terephthalate. Cái này là điều chế bằng phấn trùng ngưng giữa ethylene glycol với axit terephthalic.
cho nên cô chọn phương B. Còn phương C là polymethyl metacrylate, là thủy tinh hữu cơ, thì cũng điều chế bằng phẩm trùng hợp. Cô D là polybutadiene, là cao su buna, cũng điều chế bằng phẩm trùng hợp. Sau câu 45 xong thì đến câu 46. Câu 46 nha. Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng? Làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu. Các em biết nè, cái tính cứng của nước á, là nó có hai loại, là tính cứng tạm thời, tạm thời, và tính cứng vĩnh cửu. Tính cứng, nếu cái nước đó mà nó có cả hai tính cứng thì người ta gọi là nước cứng toàn phần. Thì đối với nước cứng tạm thời thì người ta có thể dùng phương pháp là đun. Còn đối với nước có tính cứng vĩnh cửu thì bắt buộc người ta phải dùng cái gì để cho muốn đáp án. Thứ nhất là KCl, không phải. Cái thứ nhì là, ôi, cô đọc lộn phương án này, con đi câu 47 nè, con đi 47 nè. Thứ nhất là KCl nè, thứ nhì là NaNO3, quay câu 46 sao nha. Câu C là HNO3 và câu D là Na2CO3. Thì ở đây cô sẽ dùng Na2CO3. Ngoài Na2CO3 thì người ta có thể dùng Na3PO4. Vậy quay lại câu 46. Câu 46 đề cho gì đây, cô đọc đề. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2O4 loãng sinh ra khí hydro? Cô đọc lại. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2O4 loãng sinh ra khí hydro? Đề cho bốn đáp án. Nhớ là tác dụng với H2O4 loãng nghe, mà phải sinh ra khí hydro. Đáp án thứ nhất là magie OH 2 lần, thứ nhì là BaO, thứ ba là magie và thứ tư là NaOH. Thì trong cái đáp án của câu 46, bốn cái chất này á, nó đều tác dụng được với, nó đều tác dụng được với H2O4 loãng. Nhưng muốn tác dụng H2O4 loãng mà sinh ra khí hydro thì bắt buộc đó phải là kim loại. Và kim loại đó phải đứng trước hydro trong dãy hoạt động hóa học, cho nên cô chọn câu 46 là câu C, magie. Câu 48 nè. Câu 48 nè, dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7? Dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7? Thì đề cho nè. Câu A đáp án là HCl. HCl là một axit nên pH nó sẽ nhỏ hơn 7. Đáp án thứ nhì, H2O4 cũng là một axit cho nên pH của nó nhỏ hơn 7. Đáp án C là NaCl. Và đáp án D là Na2CO3. NaCl là một muối trung tính vì nó được tạo từ gốc axit mạnh và base mạnh, hiểu nôm na như vậy. Cho nên pH nó bằng 7, nó không bị thủy phân. Na2CO3 là muối của axit yếu, cái gốc axit yếu CO3 hai chữ này này. Nó sẽ bị thủy phân trong nước. Tức là nó lấy hydro của H cộng và nước nó còn lại. Nó lấy hydro của nước này. Và nước lúc này còn OH trừ, cho nên cái dung dịch này có pH lớn 7. Chọn câu D. Tức là trong lý thuyết mình hiểu, mình nhớ một cách nôm na là cái gì? Nhớ theo cách quán tính là gì? Muối mà tạo bởi axit yếu và base mạnh, muối tạo bởi axit yếu và base mạnh thì tính base trội hơn nên pH lớn hơn 7. Đó là nhớ theo kiểu chơi, theo kiểu quán tính đó. Câu 49 nè. Câu 49. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch KHCO3 sinh ra khí CO2? Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch KHCO3 sinh ra khí CO2? Câu A đáp án là NaCl. Câu B đáp án là K2SO4. Câu C đáp án là HCl. Và câu D là Na2SO4. Thì ở đây cô sẽ chọn phương án C là HCl. Vì các em coi này, HCl này mà cộng với lại NKHCO3 chứ, ra KCl cộng H2O và nó sinh ra khí CO2.
Đây là phản ứng trao đổi giữa muối với lại axit. Muối axit yếu với axit mạnh. Câu 50 nè. Bây giờ sang câu 50. Câu 50 thì như thế nào đây? Câu 50, sắt có số hóa cộng 3 trong hợp chất nào sau đây? Sắt có số oxy hóa cộng 3 trong hợp chất nào sau đây? Rồi, sắt có số hóa cộng 3 trong hợp chất nào? Muốn biết hợp chất nào thì chúng ta phải dựa vào đâu? Chúng ta phải dựa vào hóa trị là nhanh nhất. Hợp chất nào mà sắt có hóa trị 3 thì số hóa của sắt sẽ là cộng 3. Như vậy câu 50. Câu A là sắt FeR4 là không phải nè. Câu B nè là FeO cũng không phải nè. Câu C là FeOH2 lần cũng không phải nè. Và câu D là FeOH3 lần mới đúng nè. Còn chọn câu D nha. Quả thơm này. Câu 51 nè. Bây giờ câu 51, khí sulfur. Khí sulfur là khí độc. Khi thải ra môi trường thì gây ô nhiễm không khí. Vậy công thức của khí sulfur là gì? Câu A. Đáp án là gì đây? NO. NO là khí độc nhưng nó lại có tên là nitơ oxit. Câu B. NO2 cũng là một khí độc nhưng nó là khí nitơ dioxit. Câu C là H2S. H2S là khí hydrosulfur. Câu D mới là đáp án chính xác. Nó là khí hydrosulfur. Khí sulfur tên gọi khác là lưu huỳnh dioxit. Câu 52. Chất X có công thức là FeNO3 tất cả 2 lần. FeNO3 tất cả 2 lần. Vậy X có tên gọi là gì? Fe. Câu 52 nè. FeNO3 tất cả 3 lần chứ. FeNO3 tất cả 3 lần có tên gọi là gì? Câu A là sắt, sắt bấy đây. Sắt 3 nitric là sai. Câu B là sắt 3 nitrat là đúng nè. Nên cô chọn câu B nè. Câu C đáp án đề cho là sắt 2 nitric. Và câu D là sắt 3 nitric. À, sắt 2 nitrat chứ. Các em nhớ là nitrit là cái gốc NO2 ấy, gốc muối NO2 ấy, phải gốc NO3. Câu 53. Bây giờ cái câu 53 nó như thế nào? Thủy phân tristerin. Tristerin thì các con biết rồi, nó là C17H35. CO tất cả 3 lần. C3H5. Trong dung dịch này OH thu được muối có công thức là, cái này mà thủy phân thì muối thu được là gì? C17H35COONa. Cho nên cô sẽ chọn phương án là câu B. Câu 54 nè. Canxi carbonate được dùng để sản xuất vôi, thủy tinh và xi măng. Vậy thì công thức của canxi carbonate cô cũng chọn là câu B luôn. Là CaCO3 đá vôi. Câu 55. Câu 55 là gì đây? Dung dịch nào sau đây tác dụng được với AlOH 3 lần? AlOH 3 lần là một hydroxit lượng tính nên nó có thể tác dụng được với dung dịch axit hoặc là dung dịch bazơ. Cho nên câu 55 cô sẽ chọn dung dịch cao H. Câu 56. Câu 56 này. Câu 56 là đề hỏi gì đây? Là tên gọi của HCOOCH3 là gì? Câu 56 này. HCOOCH3 có tên gọi là gì? Cái này đơn giản là este. Cái này có tên gọi là methyl formate. Cho nên ở đây cô sẽ chọn nó là câu D. Chè măng.
Parubit. Bây giờ các con coi này, câu 57. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? Câu 55, câu 56. Bây giờ đáp án A là người ta cho axit glutamic. Axit glutamic là amino acid có hai nhóm COH, COOH và một nhóm nữa hai, cho nên làm quỳ tím hóa đỏ. Câu B là alanin. Alanin là amino acid trung tính cho nên không đổi màu. Câu C là ethylamin. Ethylamin công thức là CH3NH2, nó là amino cho nên làm quỳ tím hóa xanh. Cô chọn câu C. Còn câu D thì các con biết rồi, glycine là amino acid trung tính cho nên nó cũng không làm quỳ tím đổi màu. Cô chỉ sửa một đoạn thôi vì đến giờ, xíu nữa cô sẽ live stream giảng bài cho các em, cho nên sửa được tới đầu, sửa rồi ngày mai cô lại sửa tiếp. Bây giờ câu 58, số nhóm amin trong phân tử alanin là bao nhiêu? Câu 5, ui, câu 5 mấy? Cái này là câu 57 nè, cái này câu 58 nè. Đề hỏi là số nhóm amino, tức là nhóm nước 2 á, trong phân tử alanin là bao nhiêu? Các con biết alanin công thức là vậy nè, NH2 nè, CH nè, COOH nè, nhánh CH3. Như vậy nó chỉ có một nhóm NH2, cho nên cô chọn phương án A là 1. Câu 59 là gì đây? Câu 59. Ở điều kiện thường chất nào sau đây là mức màu dung dịch brom? Đề cho này, thứ nhất là etan. Vừa học vừa ôn lý thuyết luôn là CH3, nới đơn CH3. Câu B nè là butan. Butan thì các con biết rồi, nó là 4C và toàn là nới đơn thôi. Câu C nè, metan. Metan là gì? CH4. Và câu D, propan. Propan hay còn có tên gọi khác là propylene. Nó có một nối đôi. Vì nó có nối đôi cho nên nó tham gia phản cộng với dung dịch brom và nó sẽ làm mất màu dung dịch brom. Cho nên câu 59 cô chọn câu D. Câu 60 đề hỏi kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Các con biết nè, kim loại kiềm là kim loại thuộc nhóm mấy? 1A. Mà đề cho này, thứ nhất là kali, thứ nhì là Al, thứ ba là bari và thứ tư là canxi. Kim loại thuộc nhóm 1A ở đây là kali. Rồi, đề hỏi tiếp. Câu 61 nè, phát biểu nào sau đây sai nha? Đề yêu cầu là phát biểu nào sau đây sai. Thứ nhất là dung dịch protein có phẩm màu bure là đúng nè. Dung dịch valin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh nè. Câu D nè, alanin làm bị thủy phân khi xúc tác enzyme nè. Và câu D là amino acid có tính chất lưỡng tính nè. Thì câu sai ở đây là câu B. Các con nhớ là protein là protein và các tripeptide trở lên thì có phần màu ure. Đối với lại dipeptide mà mạch kín á, nó cũng làm mất màu dịch, là có phần màu ure nha. Vì dipeptide mà mạch kín là nó có hai liên kết peptide là dung dịch valin, mà cái valin á là nó chỉ có một nhóm NH2 với một nhóm COH, cho nên thành ra là nó không làm quỳ tím đổi màu. Còn câu C và câu D thì đương nhiên rồi, protein nó bị thủy phân khi có xúc tác enzyme, hoặc là trong môi trường axit hoặc môi trường bazơ nó cũng vậy. Amino acid là chất có tính lượng tính. Như vậy câu số 1 đáp án của cô là gì?
Câu số 1 đáp án của cô là câu B. Câu B sai. Dung dịch vali làm quỳ tím chuyển sang màu xanh. Làm quỳ tím chuyển sang màu xanh. Đó. Bây giờ câu 62. Câu 62. Hòa tan hết 2,43 gam nhôm trong dung dịch NaOH thu được V lít khí hydro, giá trị của V là bao nhiêu? V mililít khí hydro nha. Mình có này 2 lần Al cộng 2 lần NaOH cộng với 2 lần nước sẽ cho ra 2 lần NaAlO2 cộng với 3 lần hydro. Mà số mol nhôm thì mình biết rồi là mấy? 2,43 chia 27. Chia 27 là ra 0,09. Số mol nhôm mà 0,09 thì số mol hydro cái con nhân 3 thì chia cho 2 là ra 0,135. Sau đó có con nhân 22,4 rồi nhân thêm ngàn là ra 30, là ra 3024 ml. Cho nên ở đây cô sẽ chọn phương án A. Bây giờ sang câu 63. Cho 0,75 gam NH2CH2COH tác dụng hết với dung dịch NaOH thì thu được dung dịch chứa M gam muối. Vậy M là bao nhiêu? Cái này cũng dễ luôn, cái bài này cực cực dễ. Cái chất mà đề bài cho nó là glycine. Mình có NH2CH2COH. Cái bài này nhiều bạn nhẩm cũng ra đó, nhưng mà thôi cô viết công trình cho các bạn nhớ nha. Và những bạn mới học từ 11 lên 12 cũng có thể nắm được là cái COH là thành CONA này cộng với nước này. Được chưa? Là cái này là số mol là 0,75 chia M lớn của nó 75 là 0,01. Vậy này 0,01. Vậy núi muối nó bằng bao nhiêu? Cô lấy M lớn hơn đi 75 rồi cô cộng thêm 102 nữa là ra 97 là M lớn của này nhân 0,01 là ra 0,97 gam. 0,97 gam và cô sẽ chọn phương án A. Câu 64, polysaccharide X là một chất rắn màu trắng ở dạng sợi. Trong bông gòn có gần 98% chất X. Trong bông gòn có tới gần 98% chất X thì các em biết rồi, bông gòn là dùng để làm kéo sợi của dệt vải đó. Thì cái thành gọi là vải cô tông đó. Thì cái trong bông gòn, bông nõn mà đã có tới 98% chất X thì chất X đó chính là cellulose. Mà khi thủy phân chất X thì thu được monosaccharide Y, mà cellulose thủy phân thì cho ra glucose. Được chưa? Như vậy nè, mình có câu 64 nè. Câu 64 là X là cellulose. Cái này là trong cái bài tính chất hóa, tính chất vật lý của thành phần thiên nhiên của cellulose, nó có trong đâu cái phần đầu tiên của tính chất vật lý luôn á. Mà thủy phân cái thằng X á thì ra thằng Y, thì thằng Y là glucose. Giờ từ tính chất hóa học của cellulose mình suy ra Y nè. Như vậy đề họ hỏi là phát biểu nào đúng là thứ nhất là X dễ tan trong nước là sai, cellulose là không có dễ tan trong nước đâu nha, nó không tan trong nước đâu nha. B là Y có tính chất một ancol đa chất, chính xác, vì glucose nó có một nhóm adit và năm nhóm OH kề nhau. Cho nên nó có tính chất, nó có tính chất của một aldehyde đơn chất. Cho nên cô chọn câu B. Còn câu C nó sai là vì phân tử khối của Y là 342 là sai, vì phân tử khối này 180 thôi. Còn câu D, X có phần trắng bạc là sai, cellulose không có tính chất của một aldehyde cho nên nó không có phần trắng bạc. Câu 65. Cho dung dịch cao H dư
Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch gồm FeCl2 và FeCl3. Các con coi này. KOH mà cộng FeCl2 nha. Là ra FeOH hai lần nè. Được chưa? Phần trao đổi nha. Cái bài này mà bạn nào quen là làm nhanh lắm, không cần viết phương trình là cũng biết. Nhưng mà bao giờ sửa thì cô cũng cố gắng cô viết phương trình cho những bạn mới. Mới thì làm quen với hóa 12, mới học từ 11 lên 12 hiểu rõ. Như vậy thu được cái tủa, thu được cái tủa x. Rồi. X là hai cái này đây. Mà hai cái này mình đi tác dụng với HNO3 thì các em biết rồi. Hợp chất của sắt mà tác dụng HNO3 thì dù sắt mấy, sắt đang thấp thì cũng lên muối, sắt khó trị 3 hết. Còn cái Fe OH tất cả 3 lần tác dụng HNO3 thì chỉ ra FeNO3 3 lần với lại nước thôi. Còn cái này mà tác dụng HNO3 là FeNO3 tất cả 3 lần nè. Cộng với sản phẩm khử rồi cộng với nước vân vân, sản phẩm khử ví dụ NO. Còn cái này là chỉ ra FeNO3 tất cả 3 lần thôi và nước thôi, vì nó đã hóa trị cao nhất rồi. Như vậy là đề hỏi là thu được dung dịch chứa muối nào thì cô sẽ chọn cô D, muối FeNO3 tất cả 3 lần. Đây là tranh con gái cô Tô. Con gái cô Tô từ khi bé đang còn học mẫu giáo. Tô có đây mấy năm rồi, khi bé đang còn học mẫu giáo. Năm đó bé 4 tuổi. Bé Tô thì cái Tô được cái không. Bây giờ này câu 66 nghe. Khi đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp glucose và saccharose thì cần dùng 0,3 mol oxy thu được CO2 và m gam nước, tính giá trị của m. Bài này cũng đơn giản luôn. Mình có glucose là gì đây? Glucose con đi câu mấy? Câu 6 mấy? Câu 66 nha. Nói hồi là quên là mình đang làm câu mấy. Glucose là C6H12O6, mà các con đốt cháy lên thì ra CO2 cộng với nước. Các hợp chất chỉ có chứa CH và O thì khi đốt cháy nó sẽ ra CO2 và nước thôi. Tương tự C12 saccharose H22O11 cộng oxy. Đặt ẩn số AB vào. Như vậy là khối lượng của nó là mấy? 8,64 là cô có gì? 180A cộng 342B bằng 8,64. Rồi 6A cộng 12B là sẽ bằng 0,3. Sau đó cô sẽ làm gì? Bấm máy tính giải hệ thôi. 151 180 342 8,64 6 12 0,3. Cô giải ra A bằng 0,01 và B bằng 0,02. Sau khi có A và B rồi, đề hỏi là bao nhiêu gam nước. Bao nhiêu gam nước thì đề 6A cái này 11B. Vậy khối lượng nước bằng 18 nhân 6A cộng 11B bằng bao nhiêu? Rồi 18 nhân mở ngoặc 6 nhân 0,01 cộng 11 nhân 0,02 đóng ngoặc. Cô sẽ ra đáp án là 5,04 gam. Câu A. Câu 67. 67 nghe. Cho mẫu natri vào ống nghiệm đựng 3 ml chất lỏng X. Thấy natri tan dần và có khí thoát ra. Natri tan dần và có khí thoát ra nha. Câu số 7 là đề nó cho
Thứ nhất là benzen, là không phải rồi nè. Để bảo quản nó tri là người ta phải dùng benzen hoặc là dầu hỏa. Thứ nhì là bentan, bentan cũng không luôn. Câu C là hexan, hexan cũng dùng để bảo quản được luôn. Câu D là ethanol, chính xác. Các con coi nè, ethanol học trong lớp 11 rồi. CH5OH cộng natri là ra gì? C2H5ONA là natri ethanol, ethylat natri cộng với hydro. Chưa? Muối tạo thành muối ethylat natri. Câu 68. Câu 68 là gì? Hòa tan hết 2,04 gam kim loại R hóa trị 2 trong dung dịch H2S4 loãng thu được 0,085 mol H2. Vậy kim loại R là kim loại nào? Nói chung là đối với những đề thi các năm gần đây thì mình phải luôn luôn cố gắng làm đúng những cái câu hỏi dễ ở trước, không được phép sai. Để sao? Để những câu hỏi khó sau này mình làm được hay không được thì nó mình không bị áy náy, không bị tự trách bản thân mình. Số mol hydro là 0,085. Mol thì điền hệ số cho nên số 1. Nhớ nghe, số mol thì điền hệ số. Đây này, hệ số cân bằng này. R để cho bao nhiêu? 2,04. Cô nói đi nói lại, số mol thì điền hệ số. Còn nếu mà cho khối lượng thì chúng ta sẽ điền M lớn. Ở đây M lớn R không biết, cô điền M lớn. Nhớ nó có số 2 đây thì phải, ở đây phải là 2 lần MR nha. Vậy cô có nè, 0,085 nhân MR là bằng 2,04 nhân 1. Vậy cô giải ra là có 2,04 chia 0,085 là cô có MR bằng 24. Mà các em biết 24 là gì? 24 là magie. Magie là câu B. Cho nên cô chọn phương án của cô ở đây là câu B. Bây giờ câu 69 có bao nhiêu tơ tổng hợp trong các tơ sau đây? Thứ nhất là tơ cáp rong. Thứ nhì là tơ cellulose acetate hay gọi tắt là acetate. Thứ ba là tơ visco và thứ tư là nylon 66. Thì các con để ý nè, tơ tổng hợp là gồm có tơ cáp rong tức là nylon 6 đó. Còn cellulose acetate và visco là tơ nhân tạo hay là tơ báo tổng hợp. Còn nylon 66 là tơ tổng hợp. Cho nên chỉ có hai loại tơ tổng hợp là tơ cáp rong là một, tơ nylon 66 là hai. Cho nên câu 69 của chọn phương án B. Câu 70 nè. Câu 70 của cô là gì đây? Câu 70 đề hỏi là phát biểu nào sau đây đúng chắc sửa xong cô đi cô bị dừng. Vì để cô chuẩn bị dạy live stream cho các em. Phát biểu nào sau đây là đúng nè? Câu A, ở nhiệt độ thường hydro khử được ở cái này coi như là mình dừng cũng đúng chỗ câu toán luôn. Câu toán thì mỗi câu cô sẽ vừa làm một câu. Toán là cô sẽ làm mỗi câu còn làm một câu. Cô cũng chưa đọc cái đề này nữa chứ. Mấy ngày đi thi xong ngày hôm qua rồi mà chưa đọc cái đề. Câu 70 phát biểu nào sau đây đúng nè? Ở nhiệt độ thường hydro khử được Na2O. Sai. Hydro với lại CO carbon và vân chỉ khử được oxit kim loại trung bình và yếu thôi. Câu B là kim loại sắt không tác dụng được với dịch H2O3 đặc nóng. Sai. H2O3 đặc nóng hòa tan được rất nhiều kim loại trừ vàng và bạch kim thôi. Câu C là kim loại sắt dẫn điện tốt hơn kim loại Ag. Kim loại sắt dẫn điện tốt hơn kim loại Ag. Sai ha. Kim loại Ag dẫn điện tốt nhất ha. Câu D cho kẽm vào dung dịch CO4 có xảy ra ăn mòn điện hóa học. Chính xác. Cô chọn câu D. Câu 70 câu D là cho kẽm vào dung dịch CuSO4 có xảy ra ăn mòn điện hóa học. Rồi.
Nếu có gì thắc mắc thì các em hãy nhắn comment cho cô nha. Chúc em học tốt môn hóa.